Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình tứ giác đều ra. Bây giờ chúng ta đặt cạnh đáy của nó là chữ x nha. Và từ đỉnh này nè, hạ đường vuông góc lên cái chữ x này. Mình gọi đây là S A B C và D. Thì cái đường này chúng ta đặt là y. Chúng ta biết rằng diện tích tất cả các mặt ở đây là 80.300 mét vuông. Thì bây giờ chúng ta sẽ có mặt đáy là x bình phương nè. Ở đây chúng ta có bốn mặt bên là bốn hình tam giác. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 phần 2 nhân với lại x y. Tại vì có bốn hình tam giác chúng ta sẽ nhân cho 4. Và chúng ta rút gọn lại là x bình phương cộng cho 2x y. Và cái cục này sẽ bằng 80.300. Và chúng ta có một phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai chính là cái góc này. Thì chúng ta biết 49 chia cho 45 chính là cái góc nằm ở hướng này. Và để nó là dùng tan nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ có tan alpha sẽ bằng 49 chia cho 45. Nếu mọi người để ý kỹ nha, mình đặt H là trung điểm của AC và DB thì chúng ta thấy rằng cái vị trí cái đường HK này nè sẽ bằng 1 phần 2 của DC. Tại vì sao? HK là đường trung bình trong tam giác DCB, H là trung điểm của DB, K là trung điểm của CB, tại vì SCB là tam giác cân. Cho nên chúng ta sẽ áp dụng phương pháp đường trung bình. Thì chúng ta sẽ có HK ở đây chính là x chia cho 2. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm được SH áp dụng phương pháp Pitagor. Thì chúng ta sẽ có SH sẽ bằng căn bậc 2 của y bình phương trừ cho x chia cho 2 tất cả bình phương. Tuy nhiên, chúng ta có tan alpha nằm ở đây thì tan là cạnh đối SH chia cho cạnh cạnh là k. Như vậy, tan alpha của chúng ta chính là 49 chia cho 45. SH thì chúng ta đã tính ở đây. Và HK thì chúng ta có x chia cho 2. Như vậy chúng ta có phương trình thứ hai. Bây giờ đẩy cái cục x chia 2 này đi lên đây thì chúng ta sẽ có là 49 x chia cho 90 sẽ bằng cái cục này. Sau đó chúng ta bình phương nó lên để bỏ căn 2 đi thì chúng ta sẽ có là
2.401 x bình phương chia cho 8.100. Sẽ bằng y bình phương trừ cho x bình phương chia cho 4. Như vậy đẩy cục này sang bên kia thì chúng ta sẽ có là 2.213 x bình phương chia cho 4.050. Y bình phương. Như vậy chúng ta đặt căn bậc 2 cho hai bên. Thì chúng ta ra là y sẽ bằng 2 căn bậc 2 của 2.213 chia cho 4.050 x. Như vậy chúng ta sẽ thế cái cục này vào đây. Thì ở đây chúng ta có x bình phương. Như vậy, chúng ta cộng vào chúng ta sẽ có x bình phương 1 cộng cho 2 nhân cái căn bậc 2 này. Như vậy chúng ta sẽ có x sẽ bằng căn bậc 2 của cái cục này. Sau đó chia cái cục này. Như vậy sau khi chúng ta đã có x và có giá trị y rồi, chúng ta sẽ đi tìm được chiều cao, đó chính là cái đoạn SH. Chúng ta biết SH chính là y bình phương, mà y là cái cục này, mà trong đó có chữ x nữa, thì chúng ta sẽ thế cái cục x này nào vào đây. Và nhân thêm cái cục này. Sau đó tất cả bình phương. Và chúng ta trừ cái cục x. Cục x chúng ta có đây rồi. Và chúng ta chia cho số 4. Thì chúng ta bấm cục này ra thì chúng ta sẽ có đoạn SH chúng ta ra 98 m, và đây chính là đáp số. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.